Xin chào. Đây mình khởi hành đi chở bà nội đi Hồ Tràm. À, giờ đang đón bà nội, này nguyên gia đình đi. Giờ già rồi, cho nên còn sức khỏe, còn cố gắng chở mẹ mình đi chơi. Xe qua xe lại giờ 50 lại không? Mát không bực, mới lạnh nãy giờ. À, cái dây massage cho má đó. Giờ ghế qua bình thường gì đâu giờ. Giờ không massage thì giật cái sợi dây vậy. Không, mấy cái ngồi bình thường đi, mọi bà ấy quanh đây đi. Không massage thì rút dây ra thôi chứ gì đâu. Vì hơi như sưng nó đòi. Đang ở Long Thành, huyện Long Thành, lại ghé ăn bụi. Chanh nặng vô em. Này có rồi, ông gửi cái chanh có dắt rồi nha. 90.000 hả? 90.000 nắm rồi, một đống vô luôn á. Trời ơi, đâu có nhiều đâu. Quán hết ăn được tiền quá rồi. 10.000. Mốt đi là nặng mang theo dây luôn nha. Đi nặng là đi xa thôi á. Đi đòi ăn với ta đâu có ấy, thì đâu tâm của ta ăn. Nè 10.000 đồng hủ tiếu nè. Qua qua qua. Giờ sớm. Ở về ăn nha. Giờ với cái hủ gạo rồi cái đống. Ghế này má ngồi vừa không? Con muốn cái ghế cao hơn tí cái này nè. Cao hơn ghế mà ghế xếp kia. Em mua ghế xếp mà không chịu. Đó, ngồi, thử máy, ngồi ghế. Có mua hai cái kìa mà không chịu đem theo á, ngồi ghế này. Thank you.
ở củi về về gần nè. Đó, chợ củi về gần nè. Mẹ ra bãi biển rồi đặt mang theo quạt luôn. Mang theo máy phát điện. À, sướng không? Cải nó con lỡ rồi con để quạt cho mát. Cái này mới gọi chợ củi về gần mà. Chợ muối đổ biển. Đây, đây là bãi biển Hồ Cốc nha các bạn. À. Đây. Cái nội có hâm đồ vô không? Con có mang lẩu cháo rồi này nọ nè. Đó, nồi niêu son chảo nè. Cái đồ của mày sao xảy còn nữa chút xíu mà. Thì để thăm phần nào đỡ thôi. Nó để giải chiến. Để trên hay để dưới, để trên nha. Để đây nè, để dưới đây. Bán lẩu hay sao? Bán lẩu rồi lấy cái nồi này nè, nồi cái nồi cái nồi. Sao có tắm không con? Thay đồ đi. Để ăn xong no đi đừng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chút xíu đi ra tắm, bà lấy áo phao. Bà lấy áo phao cho con nha. Ăn uống xuôi nghỉ ngơi chút xíu rồi ra tắm. Chở bà nội đi Hồ Cốc. Má làm hết trơn rồi chứ lụm bỏ họng lên. Má ăn đi, không ăn đi ngồi. Nội rồi mới làm tới cỡ này luôn à. Nội quấn cho vậy luôn nè. Con mua bịch trái gì cho. Có trái đi rồi. Hết rồi. Hết luôn. Hết rồi. Mực ăn giòn không ngon với mềm đâu không? Bạn nha, hôm nay mình đi Hồ Cốc, Hồ Tràm ở Xuyên Mộc. Ra đây thì nó yên tĩnh lắm. Cái đường mà đi ra đây á, thì nó rất là vắng. Hai bên đường đi á, là rừng cây và nó không có quán ăn nha các bạn. Từ mà ngõ ba Bà Rịa Vũng Tàu mà quẹo đây á, là đúng có một cây xăng. Cho nên những bạn trẻ nào mà đi du lịch ở trên Hồ Cốc, Hồ Tràm á là mình đổ đầy mình xăng trước đi nha. Tại vì có một cây xăng duy nhất à. Đi vô đây thì nó yên tĩnh lắm. Nó rất là yên tĩnh. Cái này gọi là nghỉ dưỡng. Mình nghỉ dưỡng cũng được.
mà không có bán món ăn nha các bạn. Và khi mình vô là nó không phải bãi biển giống như là những ở Vũng Tàu. Các bạn muốn vô đây tắm thì các bạn phải muốn resort. Thì nó tính đầu người là 100.000 một người một ghế đó. Thì nói chung là vô cũng ok, thoải mái em đi Vũng Tàu. Nó yên tĩnh hơn. Bãi biển rồi cũng sạch sẽ mà không có người. Vắng người lắm. Cái này nó vẫn còn ghi về thiên nhiên nhiều. Thì thiên nhiên nhiều lắm. Mình chân bánh treo mà mình không biết bơi. Đó. 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 Nguyên gia đình mình đi rồi mình cuối tuần mình chở mẹ mình đi tắm biển rồi này nọ. Trời chết. Giờ mình cũng lớn tuổi rồi, gần 50 rồi. Cho nên mẹ mình 70 mấy tuổi cho nên giờ có sức khỏe còn thời gian thôi. Chứ mẹ mình thích đi đâu là mình xách xe mình chở đi, rồi cái công việc thì tạm ngưng. Giờ cũng không ham nữa. Cơm áo gạo tiền nó cuốn hết thời gian của mình, năm nay xây ra xây lại là mình già đi rồi. Giờ mình không còn vô cái quần sấy mà để mà lo cái chuyện mình cơm áo gạo tiền nữa. Vậy lo làm sao cho mẹ của mình á, lớn tuổi à, vui được ngày nào mình vui ngày đó. Cứ đi du lịch vậy đó. Đến như đang làm mà. Hả? Thôi. Đang làm á. Anh đi mà nay mấy ai đi? Không. Đó. Mẹ đang ở bãi biển Xuyên Mộc. Nhắn que không? Hầu như là không có người. Ít lắm. Vô một cái resort á, nó sẽ căng dây ra cho mình tắm riêng ở trong cái resort. Mà một cái resort á là cái ghế là 100.000 người. Còn mẹ muốn ở lại mà mướn phòng á thì 500.000. Phòng 2 giường. Phòng giường đôi. 2 giường. 500.000 cộng thêm 500.000 tiền ghế nữa thì là 1 triệu. Còn ăn uống thì giá cũng không mắc lắm. Giá cũng tầm tầm chung mắc hơn ở ngoài đường khoảng 5-10 ngàn một phần. Ở đây bán quán cơm hay bán này không có bán, mình phải mang đồ ăn theo. Giống như mình đi business vậy, mình đi business thì thoải mái. Đó, gia đình của mình. Vui ha. Giờ lo làm quá thì giờ tới già già vô là tranh thủ mình đi chơi cho giảm trí. Giải trí cho thoải mái. Ở đây sóng rất là to cả nhà. Hồ tóc nè. Nơi đây chỉ dành cho nghỉ dưỡng yên tĩnh thôi. Còn nếu mà ai muốn đông vui thì ở đây nó không được vui đâu. Mà gần biển là nó sập nhậu xỉn rồi không.
rất là sạch. Nói chung là ở đây nó vắng hơn Vũng Tàu rất là nhiều đó, nhưng mà biển rất là sạch nha cả nhà, biển sạch lắm. Và ở đây là chúng ta có thể là đó, có những gì sọt nó sẽ bán vé cho mình vào cổng, thì nó sẽ tính ngay đầu người, một người là 100.000. Cả nhà nó có sẵn ghế cho ngồi gì mát mẻ, nhà hồ nước thì tắm ngọt thay đồ miễn phí đó. Thì mình ăn xong thì mình đi gia đình á, thì mình sẽ đem đồ ăn theo, nó sẽ vui hơn nha cả nhà. Ở đây họ có nấu đồ nhưng mà mình nghĩ là sẽ mắc. Nếu mình đi gia đình á thì cuối tuần trải nghiệm nghỉ mát á, thì mình sẽ đi chịu khó đi xuống xa hơn Vũng Tàu tí xíu thì mình tắm ở đây. Chỗ vắng vậy mà nó an toàn thì mình kiểm soát được con cái mình. Chào cả nhà mình nha. À, hai trẻ con đang tắm. À, sống rất là nhiều. Mạnh lắm á.
hồ cốc hồ tràm nha các bạn, khu nghỉ dưỡng nó vẫn còn nguyên giờ quang sơ lắm, bãi biển rất ít người. Mình đi vô đây là gọi là hồ cốc, nói chung là cũng rất thoải mái. Vui đó, gia đình của mình cuối tuần nay chủ nhật nha, cuối tuần đi nghỉ dưỡng, cuối tuần nghỉ dưỡng cho nó thoải mái sau một tuần làm việc. Nói chung là đi lên đây thì nó tính ra nhìn như nó rẻ hơn Vũng Tàu chút, mà nó sạch sẽ, nó thoáng mát hơn. Vũng Tàu thì nó xô bồ đông vui, còn đây thì được cái nó yên tĩnh. Bù qua sắc lọ thì nếu mà đi du lịch thì cũng vậy à. Ở đây thì Vũng Tàu nhiều khi mình tắm chỗ nào cũng được, nhưng mà ở đây mình phải vô resort mới có chỗ tắm, còn không ở ngoài là nó căng nó che đèn. Sao chế nhờ không uống lộn không uống lộn uống lộn uống lộn uống lộn uống lộn uống lộn bà đã nhét mình đâu rồi. Đây con Sơn, đây như một con suối, như một con suối đẹp không? Thiên nhiên, kể từ đây đến đây tự nhiên nó ngưng ngang ngang lại. Vắng nha, chào chơi gì vậy? Ôi cái gì á? Chửi cho con đi. Cua đã thì giữ cho con. Cái hẹn đó hẹn gì vậy ba? Trứng á, giả càng xe cát á. Tạm biệt hồ cốc.